Rồi chào tất cả các bạn, hôm nay mình chạy ngang đó các bạn. Mình thấy cây dừa này một buồn nó có cả ngàn trái rồi các bạn ơi. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thấy dừa này quá trời các bạn ơi. Quá trời trái luôn rồi. Ủa cây dừa này giống gì chú biết không? Dừa trái quá. Dừa gì đâu trái gì đâu, cả ngàn trái một buồn luôn á. Thấy nhỏ nhỏ không à? Này các bạn, trái quá thì trái các bạn ơi. Trái nhỏ nhỏ không à các bạn ơi, như dừa dâu vậy ha. Dừa này giống mới vậy các bạn ơi, lần đầu tiên mình thấy luôn. Mép phía sông này còn à, như mép sau sông này còn mấy cây trái quá chừng không cả. Đây cây này các bạn ơi. Ồ, tối quá. Đó. Cái dừa lùng tẹt các bạn ơi. Trái hàng ngàn trái dừa ở đây luôn nè. Dừa ở đây lùng nè. Bên đây nè các bạn ơi. Qua đây cho các bạn xem cây này nữa. Nè các bạn. Ồ, trái dừa thấy mắc ham luôn coi. Dừa này cả ngàn trái luôn. Ủa giống dừa này giống dừa gì vậy chị? Dừa ẻo hả? Ồ, sao lạ vậy? Ờ, dừa ẻo không phải dừa dâu. Ôi. Nó vậy là nó già rồi đó. Nó em thấy không? Ờ. Vì nó một buồng thì chắc cũng cả trăm trái quá. Nếu mà nó đậu thì chắc có khoảng 40-50 thôi chứ nó còn rụng xuống nữa đó. Ủa, cái này mình trồng là mấy năm mà được nó có trái? Khoảng 3 năm không? Vì mới trồng cũng khoảng 5-6 năm gì rồi đó. Dạ. Nó cũng hơi cao cao à, chứ nó đâu có cao quá đâu. Hơi dừa thấy lạ không á, lần đầu tiên thấy luôn á. Nãy chạy thuốc rồi thấy quay lại luôn á. Này là mấy bữa nay khách ta lỡ được coi nên chụp hình ta đăng lên á. Dạ. Quá trời. À, bữa hôm chị đốn cái này không là hai buồn rồi đó. Dừa này à, chị chủ quán là đốn là hai buồn rồi nha các bạn. Ồ, thấy trái quá chừng nhiều luôn nè. Nó đâu có đậu hết. Này trồng khoảng 7-8 năm là nó có trái nè các bạn ơi. Ồ. Trái quá chừng nhiều luôn. Ủa vậy là còn non hả chị? Non. Cái này được chưa? Nó chưa được đâu. Cái này chưa được hả? Ở này rồi nó như là dừa của mình vậy đó hả? Nó cũng có già nữa đó hả? Già nè đó, chứ mùa đó là nó đã già rồi. Ờ. Mùa đó là nó đã già rồi. Ờ, vậy nữa mình có gì mình làm giống cái này mình để làm giống được phải không? Ừ, đang để ra hai buồng đó rồi. Dạ. Thì khách người ta thỉnh thoảng nó cũng ghé được mà. Ta chia lại á, nha, những cái buồng này nó đã già rồi em thấy không? Buồn này già hả chị? Ừ, già đó. Ờ. Có gì buồn bên đây? Bên đây chưa phải không? Buồn bên đó gì chưa? Ờ, nó còn túm cái đất hả? Ừ, khóm này thẳng cái đất ra nè đó. Ờ. Ôi rồi cái ruột nó cỡ cái chén không? Hay là nhỏ hả? Cỡ cái chén. Thấy nó lạ quá. Lần đầu thấy luôn á. Chị đó hả? Vừa này ta, nhà người ta trồng 3-4 công cũng không chừng, ngốc luôn. Cái này đâu thấy đâu. Lâu rồi ấy giờ đâu thấy kìa, tuốt cho nó một buồn mà biết nhiều trái quá chừng luôn rồi. Ừ, cái này nó nè. Có hẳn nó rụng hết một buồn rồi kìa, nó rụng luôn đó. Ủa sao chị chọc có 3 cây à? Ờ, có 3 cây à, còn cây kia nó đã lão rồi. À. Cây kia nó đã lão cao lên lắm rồi. Ủa cao quá anh không có trái à? Có á, nhưng mà cây đó chỉ có 10 mấy năm. Dạ. Còn 3 cây này là 3 cây con. Ờ, vậy là già quá nó ít trái hả? Rồi, nãy giờ chị chia sẻ. Nãy giờ chị chia sẻ đó các bạn, thì cái dừa này trồng khoảng 7-8 năm rồi nó trái nó ra gì nè các bạn ơi. Mấy bên đây buồn còn non các bạn ơi, ra hàng ngàn trái luôn. Đây nó chỗ những cái bắp non nè các bạn. Cái dừa này lùng à. Cái nè còn non nè các bạn ơi. Cây dừa dưới mép dưới sông này mấy trái là khủng khiếp luôn nè các bạn.
trái rất là nhiều luôn, quá chừng trái rồi. Đây có một cây, ba cây rồi các bạn ơi, ba cây dừa à. Đây ba cây, ba cây dừa mà trái thấy ham luôn không?